Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều cán bộ nhân viên của một công ty thành viên thuộc FPT thì ngày 1 tháng 6 năm 2014 là một cái mốc khá quan trọng. Kể từ sau ngày này, tất cả cán bộ nhân viên công ty này không được phép ngủ trong khu vực làm việc. Quyết định này cũng làm dậy sóng giới truyền thông trong nước. Nhiều chuyên gia kinh tế và các nhà quản lý cũng như các luật sư đã tốn khá nhiều giấy mực để phân tích, mổ xẻ quyết định táo bạo này. Giấc ngủ 20-30 phút vào buổi trưa có thể giúp người ta tránh được 37% các bệnh về tim mạch, đặc biệt là các bệnh đột quỵ cho cán bộ công nhân viên FPT. Sau giấc ngủ trưa thường làm cho tinh thần người ta tỉnh táo, minh mẫn và ra được những quyết định dứt khoát cho công việc hàng ngày của mình. Khung cảnh êm đềm và thanh bình như thế này vẫn thường diễn ra tại công ty hệ thống thông tin FPT vào những giờ nghỉ trưa. Tất cả mọi người đều tôn trọng giấc ngủ của nhau, không làm ồn và không bật đèn sáng. Thưa các bạn, nhưng mới đây, Tổng Giám đốc công ty hệ thống thông tin FPT đã ký quyết định chính thức cấm cán bộ nhân viên của mình nằm ngủ như thế này trong khuôn viên làm việc. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2014. Và bây giờ chúng ta hãy đi kiểm tra xem hiệu lực của quyết định này như thế nào. Yeah.
sư trường đại học FPT thì những cái nguy cơ đằng sau cái giấc ngủ trưa rất là cao và tỷ lệ mắc các bệnh hô hấp dẫn đến chết sớm so với người bình thường cao gấp 2,5 lần. Đấy là về mặt chuyên môn. Còn về mặt xã hội học mà nói thì những cái dân văn phòng hay ngủ trưa thì có xu hướng là sứt mẻ tình cảm vợ chồng và rối loạn sinh lý. We'll be right back.